Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Điện Gâu sẽ hướng dẫn kỹ lại một số cái thủ thuật để pha cái Nano Armor này. Đây là cái dòng siêu phẩm và là giá thành nó rất là mắc, cho nên là đôi khi mình không biết mình xài siêu phẩm mà mình đem về thì nó thành tàn phẩm luôn, hoặc là nó thành phế phẩm. Rồi mất công quay lại đổi thừa là bán hàng không hiệu quả hoặc là các kiểu thì nó rất là khó. Cho nên là mình sẽ dặn rất là kỹ anh em về cái cách pha Nano Armor. Rồi trước khi vào vấn đề thì mình cũng giới thiệu chút xíu, đó là tối 20 giờ hàng đêm luôn, hầu như là tất cả các đêm, chỉ có đêm nào mệt quá thôi thì mới không like. Hầu như tất cả các đêm 20 giờ là lúc 8 giờ thì Điền Râu sẽ livestream ở trên kênh YouTube Điền Râu và kênh TikTok Điền Râu. Và nếu như mọi người có muốn mua sắm gì đó thì có thể liên hệ qua kênh Zalo của Điền Râu hoặc là Shopee. Shopee của Điền Râu ha. Shopee mọi người gõ hai từ Điền Râu và sau đó nhấn theo dõi Điền Râu nha. Rồi bây giờ quay lại vấn đề về cái Nano Armor này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mình nói nó là siêu phẩm, tại vì thông thường ngày xưa mình cứ gòm gà trong cái vấn đề xử lý đất, cứ đi giác vôi, giác lân gì các kiểu, hạ phèn rồi ôi là xử trùng rồi hay giải vôi gì đó các kiểu, nó lung tung beng quá. Nhưng mà bây giờ là thời đại năm 2022 rồi, và các bạn đang theo dõi cái kênh là kênh Điền Râu, thì kênh Điền Râu nó phải có cái gì khác biệt so với thị trường, khác biệt so với thị trường. Rồi bây giờ cái Nano Armor, đây là cái dòng siêu phẩm của Mỹ. Trong đó nó có cái gì? Nó có nano bạc nè, nano đồng và cái nano chitosan. Ba thứ nó nằm trong cùng ở một chai. Và đây là cái chai thuốc, nó rất nhỏ gọn. Nó rất là nhỏ gọn, nó rất là nhỏ con, nhưng mà công lực nó rất là mạnh. Công lực nó rất là mạnh. Rồi bây giờ quay lại là làm sao để pha được Nano Armor. Đầu tiên, đó là mọi người phải sử dụng cái nguồn nước trong. Thứ hai là nước trong, nước sạch. Và thứ hai đó là khi mà pha xong đó, mình nhớ cái bình của mình cũng phải sạch, cái bét của mình cũng phải sạch. Và thực sự là nếu như ai có điều kiện thì mua luôn một cái bình riêng để xài cho cái Nano Armor. Thì đây là sẽ là một cái số ví dụ về một số trường hợp pha cái Nano Armor nó bị thất bại nè mọi người. Mình sẽ đưa lên màn hình cho mọi người coi ha. Thì đầu tiên đây là cái clip của cái bạn Thái Bảo ở bên Vĩnh Long. Thì bạn này mua về định phun ngừa cái ghẻ lá trên cam. Nhưng mà trong cái quá trình đợt rồi mưa liên tục trên mặt vườn đó, thì cái bạn Thái Bảo này bạn pha cái Nano Armor nó bị cái hiện tượng là mọi người thấy không, nó có cái nó giống như là có đốm đốm trắng gì đó, nó có đốm đốm trắng gì đó. Thì do cái trong cái Nano Armor nó có cái thành phần là nano chitosan, và cái nano chitosan này nó sẽ phản ứng với cái nước nằm trong cái vườn của bạn Thái Bảo này. Nguyên nhân là tại sao? Nguyên nhân cái nano chitosan này nó gặp cái điều kiện nước mà pH khá cao. pH cao nghĩa là pH vượt cái con số 7 nó quá nhiều. Ví dụ như có thể là nó 9-10, thậm chí là nó hơn 10 luôn. Thì khi nào pH cao, khi cái vườn đó giống như là bạn Thái Bảo bạn gãi một cái hàm lượng NPK quá nhiều nằm trong cái vườn, thì hàm lượng lân và hàm lượng kali quá nhiều nằm trong vườn, thì khi mà mưa nó sẽ bị chảy xuống đường mương. Và chảy xuống đường mương thì dẫn đến cái hàm lượng nước trong cái nước mương nó rất là cao, và dẫn đến là khi mà bạn pha cái Nano Armor thì nó bị cái hiện tượng như thế này. Đây mọi người coi kỹ nha. Đây là hiện tượng những cái chấm mà nó nằm ở trong phần nước, mà mọi người thấy kỹ hơn đây. Đó, đây là trường hợp thứ nhất về bạn Thái Bảo ở bên Vĩnh Long. Thì khi mà mới trường hợp này rồi thì coi như là cái tác dụng của Nano Chitosan nó không có hiệu quả rồi. Nhưng hai cái thành phần nó vẫn còn hiệu quả, đó là cái Nano đồng và cái Nano bạc, thì nó vẫn còn hiệu quả nằm trong đó ha. Chỉ có cái Nano Chitosan là nó không hiệu quả thôi. Rồi vấn đề về thứ hai là của bạn Chính Chip. Bạn này có nickname là Chính Chip. Bạn này ở Thái Bình, mà khi bạn mua cái Nano Armor về bạn định xử lý đất và bạn phun cho cây con đó, thì mọi người có thể thấy là bạn dùng nước giếng luôn. Nhưng mà khi mà bạn dùng nước giếng đó, thì nó lại gặp cái trường hợp đó là nó có cái hiện tượng là lên sợi cái màu mà nó giống như đen đen như thế này nè mọi người. Thì đây là cũng là cái trường hợp mà của cái Nano Chitosan trong cái Nano Armor nó bị phản ứng. Và như thế này thì coi như là cái Nano Chitosan nó cũng bị mất đi. Và nó chỉ còn là cái tác dụng của thằng Nano đồng và Nano bạc thôi. Còn cái Nano Chitosan trong này coi như là cái vaccine của cây là nó không còn nữa nha. Cho nên là mọi người lưu ý về những cái trường hợp này. Nói chung là mình phải pha từ một nắp trước đi, rồi từ từ mình sẽ tính tiếp và mình pha làm sao cho nó đạt cái chuẩn Nano Armor. Rồi vấn đề về thứ ba đó là anh Hưởng ở Sóc Trăng thì anh có quay một cái clip về pha cái Nano Armor, thì mọi người có thể xem cái clip của anh pha về cái Nano Armor ha.
Đầu tiên thì anh bỏ cái nước vô, bỏ nước vô và anh pha một ít cái nano amo. Đây mọi người có thể thấy, thì anh này anh chơi sang, người ta chơi pha lẫn nắp, anh chơi anh pha lần anh chơi anh pha nguyên chai anh đẩy vô ha. Đó, rồi sau đó mọi người có thể thấy là cái nước nano amo nó có màu như thế này. Cái màu này thì mình không biết nó là màu gì, nhưng mà cái dung dịch của nano amo nó giống như là gọi là cái dung dịch của cà phê sữa, mà cà phê thì nó nhiều hơn sữa. Rồi sau đó thì anh dùng cây quậy, mà cái này thì cũng cần không cần phải quậy luôn, nói chung là quậy rất ít cũng được. Rồi đó mọi người có thể thấy là cái nước của nano amo như thế này, thì đáng tiếc là anh không có quay cái hình chiếu đứng xuống để mình thấy như thế nào, nhưng mà trong cái quá trình anh pha đó thì anh nói nó không có phản ứng gì hết và nước nó trong veo, nó chỉ có màu như thế này thôi. Đây là trường hợp pha nano amo thành công. Thì nếu như mọi người không gặp hai cái trường hợp trên thì coi như là mọi người pha cái nano amo thành công. Rồi thì clip bữa nay thì chị cũng nói bao nhiêu về cái cách pha nano amo thôi. Nếu như mọi người có muốn tìm hiểu kỹ về cái nano amo thì Điền Râu nói rất nhiều ở trên kênh YouTube và kênh TikTok của Điền Râu, xử lý đất, xử lý giống và phun cây con, coi như là nano amo mình sẽ thay đi cái phần thuốc bảo vệ thực vật và vi khuẩn luôn, rất là nhẹ chi phí anh em. Nếu như anh em biết xài nano amo rồi thì rất là nhẹ chi phí, và biết kết hợp giữa cái bộ đôi đó là nano amo, và sau đó là bắt đầu mình tưới đất bằng cái bộ đôi Super Humic 79 và Chicho Đạt Ma Nhân Sâm Hàn Quốc. Bên Điền Râu nữa là đảm bảo là thiên hạ vô địch, không có đối thủ. Thiên hạ vô địch không có đối thủ. Rồi ok, bye bye mọi người, thì hy vọng mọi người xem kỹ clip và khắc phục những cái tình trạng mà không thành công đối với nano amo mọi người. Nói chung thì siêu phẩm nó phải có sự khác biệt, và hy vọng mọi người kiên trì và kiên nhẫn với cái dòng siêu phẩm nano amo này nhé. Rồi bye.